Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Nhạc 4.0. Ngày hôm nay mình tiếp tục series top những điệu thức sử dụng nhiều nhất trên thế giới và cũng như Việt Nam. Tại sao chúng ta phải học điệu thức? Tại vì để cho đánh một bản nhạc nó ra được chất đúng với màu sắc của vùng miền đó, ví dụ như là dân ca Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc hoặc là Tây Nguyên, những điệu thức đó thì chúng ta cần phải nắm chắc được cấu tạo của nó thì chúng ta mới đánh được đúng chất được. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên đó chính là mình sẽ hướng dẫn mọi người những điệu thức sử dụng nhiều Nhật Bản. Mình vừa chơi là một điệu thức ở Nhật Bản. Sau đây mình xin hướng dẫn mọi người hai điệu thức sử dụng nhiều nhất ở Nhật Bản. Đầu tiên đó chính là Akemono. Đây mình đang đánh ở đô thứ. Mọi người muốn đánh la thứ như đầu tiên lại mình đánh demo thì là la si do mi fa. Đó, điệu thức thứ hai trong cái khu vực Nhật Bản thì mình sử dụng nhiều nó gọi là akato. Tiếp theo đến với Việt Nam thì chúng ta có những điệu như là điệu Bắc, điệu Nam Xuân, dây hò ba, Nam Ai, hơi oán và điệu thức Tây Nguyên. Thì mình xin hướng dẫn mọi người ba cái điệu thức sử dụng nhiều nhất là điệu Bắc, dây hò thứ ba và điệu thức Tây Nguyên. Thì đầu tiên là điệu Bắc, mình sẽ đánh mẫu một đoạn. Điệu Bắc thì chúng ta sẽ gồm những nốt là đồ, rê, pha, son, la, đô. Tiếp theo ở dân ca Việt Nam chúng ta sẽ có thêm một điệu thức, mình sẽ đánh giọng la thứ nhá, la do re mi son la, đó là la do re. Đó, nếu mà mọi người chạy dân ca Việt Nam chúng ta bình thường các bạn chơi các bạn hay chạy ví dụ nhỉ, đó thì đây là một thể loại cũng sử dụng rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta đến với vùng Tây Nguyên ạ. Thì trong cái điệu Tây Nguyên này chúng ta sẽ gồm những nốt như sau: đồ, mi, fa, son, si, đô, si, son, fa. Tiếp theo là một điệu thức của Ấn Độ mà chúng ta cũng nên biết để chúng ta chơi nhạc, chúng ta sẽ thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ gặp những trường hợp mà bắt buộc chúng ta phải biết những cái điệu thức như này. Đây là mình sẽ hướng dẫn mọi người điệu thức Raga Hamsagiri, sẽ gồm những nốt là đồ, rê, thăng, mi, pha thăng, son, la thăng, si. Đó, đồ, rê, mi. Ở những điệu thức ít gặp như này thì mình sẽ giới thiệu qua, nhưng mà đây là những điệu thức ở Việt Nam mình ít gặp thôi, còn trên thế giới người ta sử dụng rất là nhiều. Tiếp theo là một trong những loạt những điệu thức mà sử dụng rất là nhiều trong nhạc nhẹ Việt Nam cũng như nhạc jazz. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu đó chính là điệu thức Ayodian. Trong điệu thức này thì hầu như là nó là cái gam đô trưởng của chúng ta, gam cơ bản. Thì có một số nhiều nhiều bài chúng ta cũng sẽ sử dụng cái vòng hòa thanh của cái điệu thức này, ví dụ như này,
thức này chúng ta lưu ý chúng ta sử dụng những cái hòa thanh major, ví dụ chúng ta trồng hợp âm lên, chúng ta không trồng hợp âm quãng ba mà chúng ta sẽ trồng những hợp âm 4 nốt. Đó. Ví dụ như là tiếp theo là một điệu thức cũng sử dụng khá là phổ biến để chúng ta giúp chúng ta hòa thanh được hay hơn ở trong nhạc nhẹ cũng như là nhạc thánh ca, là điệu thức Lydian Do Re Mi Fa thăng Son La Si Do. Đó. Ví dụ khi chúng ta trồng hòa thanh lên thì chúng ta sẽ có những hợp âm như này: Do Major, Re 7, Mi thứ 7, Fa thăng thứ 7 dáng 5. Đó. Son La Si 7. Đó, vân vân. Thì ví dụ như các bạn sử dụng hòa thanh, ví dụ mình lấy mẫu ví dụ một bài, ví dụ như là bài này. Tiếp theo là một điệu thức rất là phổ biến ở trong nhạc gia. Nhạc Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có một số nhạc sĩ và ca sĩ chúng ta cũng áp dụng cái điệu thức này vào trong thể loại nhạc pop Việt Nam rồi. Thì nào đó là điệu thức blues. Do mi giáng fa fa thăng son si giáng. Đó. Nếu chúng ta chơi ở điệu nếu mà chúng ta chơi ở giọng la thứ thì chúng ta có thể chơi là la. Sau đây chúng ta sẽ đến một điệu thức nếu mà chúng ta biết cách sử dụng thì chúng ta sẽ có những hòa thanh rất là mới, độc lạ cho các ca khúc của chúng ta. Đó là điệu thức Aeolian. Do Re Mi giáng Fa Son La Si. Thì chúng ta sẽ có những hòa thanh mới là mình ví dụ như là chúng ta có thể áp dụng cái hòa thanh của cái điệu thức này cho bài, ví dụ như là bài Xuân Này Con Không Về thì hả? Chúng ta sẽ có những màu sắc nó mới hơn và độc lạ hơn. Ví dụ mình áp dụng điệu thức này cho bài 60 năm cuộc đời thì ạ. Đó. Vừa rồi mình đã tổng hợp lại tất cả những điệu thức mà thường sử dụng nhiều nhất trên thế giới cũng như là Việt Nam. Thì có rất là nhiều các thể loại điệu thức khác nhau nữa. Thì mình sẽ để ở dưới link mô tả mọi người tải về để mọi người có thể tập
và mọi người áp những cái vòng hòa thanh sử dụng những cái điệu thức đó vào trong một bài hát thì chúng ta sẽ có được màu sắc đặc trưng của từng vùng miền đó. Xin hẹn các bạn ở những video lần sau.